Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Học. Tôi đã từng kinh doanh và chúng tôi cũng bao năm kinh doanh nhưng mà tôi không học được một bài học. Đó là chúng tôi thường là có nhiều thì tiêu nhiều và có ít thì chúng tôi tiêu ít. Nhưng mà bài học của tôi rất ấn tượng, đó là bài học của một sự nhượng ngay từ đầu tiên. Nói về bài hạt giống ạ. Hạt giống tuy nó nhỏ nhưng mà rất là có sức mạnh ạ. Và cảm ơn Chúa qua bài học đấy là tôi biết trân trọng hạt giống. Và tôi mới ý thức được rằng khi mà mình không cất giữ hạt giống thì đôi khi chúng ta ăn hết hạt giống ạ. Và ăn hết hạt giống chúng ta không có cơ hội để gieo tiếp, đúng không các bạn? Cho nên là bài học đầu tiên tôi được ấn tượng đó là bài hạt giống. Và hạt giống đấy là trước kia tôi chỉ nghĩ rằng là gieo nhờ Chúa là hạt giống. Nhưng không phải các bạn ạ, chúng ta phải gieo cho vụ sau nữa ạ. Amen. Để vụ sau chúng ta có tiếp để thu hoạch. Cảm ơn Chúa, đó là bài học đầu tiên tôi rất là được ấn tượng qua bài của mục sư Nhượng đã dạy. Và tôi cũng được học rất nhiều điều trong cái lớp học kinh doanh này. Đó là chúng tôi biết lên kế hoạch kinh doanh, rồi những phòng tránh những rủi ro, rồi những sự sáng tạo. Và điều tiên sự thành công đó là chúng ta phải thật sự là tử tế ạ. Phải thật sự là tử tế với khách hàng. Và thật sự là kinh doanh, và không phải là những người kinh doanh là những người tội lỗi, nhưng chúng ta kinh doanh một cách rất là chân chính, và rất là Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta để được thành đạt. Đó là kinh doanh trong Chúa. Và qua đây tôi rất là cảm ơn tất cả các mục sư cũng như rất là các thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi. Trước kia chúng tôi nhiều điều chúng tôi cũng không được biết, nhưng qua lớp học kinh doanh này là chúng tôi được trưởng thành hơn, chúng tôi được nhận biết hơn trong công việc kinh doanh, để qua đó chúng tôi sẽ được thành công hơn trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như là chúng tôi sẽ ý thức được những gì Chúa ban cho chúng tôi, để chúng tôi được làm sáng danh Chúa trên thương trường của chúng tôi làm việc. Chúng tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả các thầy cô và tất cả mọi người ạ.